Ngươi sở hữu khả năng mô phỏng tương lai. Lần mô phỏng trước ngươi nhận được năng lực giáng trí quang hoàn. Dưới tác dụng của năng lực, ngươi thu phục được hai tiểu mê muội, còn nhận được thân pháp truy phong quyết. Mà tác dụng phụ cũng khiến cho phân thân của ngươi sa đọa, không còn tu luyện nữa. Như vậy đến năm thứ 9, gia gia của Thu Chỉ Huyên tìm đến. Tu vi đã đạt đến độ kiếp kỳ, ngươi liên tục truyền tống 3 lần, nhưng Thu Cuồng đã trong nháy mắt chỉ ra. Ngay khi ngươi tưởng rằng mình sắp chết, Thu Chỉ Huyên chạy ra, khóc lớn: "Ông ơi, nếu người giết không ca ca, vậy ta cũng không sống nữa." Gia gia của Thu Chỉ Huyên không ngừng đánh giá ngươi, không ngờ càng nhìn càng thuận mắt. Trong khi ngươi ngơ ngác, mang theo ngươi và Thu Chỉ Huyên rời khỏi độc điện, Tiên Nô tiểu tỷ tỷ vừa gặp đã yêu kia. Trong gió bão táp mấy ngày, ngươi bị đưa đến kinh đô Đại U Quốc. Thu Cuồng nói với ngươi, hắn là trưởng lão của Tiên Linh Môn, nhưng ngươi muốn ở bên cạnh cháu gái của hắn, Thu Chỉ Huyên, phải trải qua khảo nghiệm, gia nhập Tiên Linh Môn. Ngươi biết gia nhập Tiên Linh Môn sẽ đại diện cho việc có thể tu luyện một cách quang minh chính đại, cũng sẽ không bị xét đánh. Vì vậy liền gật đầu đồng ý. À, cái này quá dễ dàng rồi. Tại sao lại không hỏi ta tu luyện gì? Thao tác của Thu Cuồng này khiến không ít cao tầng phản đối kịch liệt, cho rằng nhất định phải giết chết ngươi. Mà khi họ thật sự nhìn thấy ngươi, thì kịch tính chia thành hai phe. Một phe nhìn thấy ngươi như nhìn thấy con trai ruột, nhất định phải bảo vệ. Một phe lại cho rằng ngươi rất cứng đầu, phải giao cho tiên nhân xử lý. Chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần xuất hiện tình huống nội đấu. Ngay cả nhiệm vụ truy sát tù sĩ cũng không ai làm. Cuối cùng một đạo tử lôi đánh xuống, hoàn toàn kết thúc màn kịch hỗn loạn này. Lần mô phỏng này kết thúc, ngươi có thể lựa chọn hai phần thưởng: giáng trí quang hoàn năng lực, thiên huyền công tiên đạo tâm pháp, chi phóng quyết thân pháp bí tịch, linh thạch 2.000 viên. Năng lực này mạnh hơn dự đoán, nhưng tác dụng phụ cũng quá lớn. Lần mô phỏng này phân thân lại bắt đầu lười biếng rồi, tu vi không có tiến triển gì. Suy nghĩ một hồi, ngươi chọn thiên huyền công và chi phóng quyết. Hiện tại 2.000 đối với ngươi không có tác dụng gì. Đổi thành công, trừ đi năng lượng, còn lại 112 tỷ. Cuối cùng cũng đổi được công pháp này. Nhưng hôm nay không đi Xuân Yên Lầu nữa. Vừa mô phỏng xong, lo sợ lộ ra sừng. Một tuần trôi qua, lần mô phỏng lại được làm mới. Ngươi mở ra mô phỏng, chúc mừng túc chủ nhận được năng lực màu tím, ngẫu nhiên đốn ngộ. Khi ngươi tu luyện, ngẫu nhiên sẽ bước vào trạng thái đốn ngộ, nâng cao tốc độ tu luyện. Lần mô phỏng thứ 13 bắt đầu. Do sự tồn tại của Tiên Nô, ngươi tiếp tục đến Thiên Huyền Quan tu luyện. Năm thứ 3 nhận được linh thạch, tìm một nơi không người để tự mình tu luyện. Năm thứ 5 người tu luyện thân pháp truy phong quyết, kích hoạt năng lực ngẫu nhiên đốn ngộ, đột phá đến tiểu thành cảnh. Năm thứ 13, người cải trang một phen, lén lút trở về Thanh Sơn Thành. Người muốn xem cha người nhận được truyền thừa sau làm sao thoát khỏi truy sát. Hai tháng sau, mặt đất rung chuyển, người nhìn thấy từ xa một bóng người áo đen xuất hiện trên không trung phủ Giang Gia. Mắt thấu thị hiển thị đối phương kết đan cửu trọng. Không lâu sau, cha ngươi Giang Phủ Xuân bay từ xa đến, phía sau còn có bóng dáng của mấy tu sĩ, trong đó có một người trực tiếp vung kiếm. Tên áo đen trong nháy mắt tử vong, bị chém. Sau đó bắt đầu tổ chức người rút lui. Ban đầu ta tưởng rằng 13 năm sau là tên áo đen kia diệt Giang Gia, cha ngươi bắt đầu trốn chạy. Bây giờ xem ra là đã tìm được những tu sĩ khác, hầu hết mọi người đều sống sót. Trong nháy mắt sững sờ, ngươi vội vàng sử dụng mắt thấu thị, muốn xem thực lực của những tu sĩ này. Trong số những người này có mấy vị tu vi cao đến độ kiếp kỳ? Sao có thể? Mười mấy năm độ kiếp kỳ, MH cũng không dám biết như vậy. Mang theo một chút nghi hoặc, ngươi quyết định nhận cha. Nghe thấy giọng nói của ngươi, cha ngươi dường như có ngàn lời muốn nói, cuối cùng biến thành một câu: trở về là tốt rồi. Ngươi đột nhiên có chút chua xót. Nháy mắt mấy ngày trôi qua, các ngươi đến một nơi gọi là Tỷ Sơn. Linh khí trong không khí rất mỏng, nhưng lại có không ít tu sĩ tụ tập ở đây. Ngươi mới đến không lâu, liền bị một lão giả tên là Lý lão nhìn thấu, là tu sĩ, mà khi cha ngươi biết ngươi cũng là tu sĩ, vui mừng không thôi, đem tất cả tài nguyên của mình giao vào tay ngươi. Chỉ là ngươi nhìn thấy mấy ngàn viên linh thạch đáng thương kia, lại nghĩ đến Bạch Nhược Tuyết, vô tình ném cho ngươi 10 vạn viên linh thạch, đột nhiên cảm nhận được sự sa sút của tu sĩ bản địa. Ngươi không nhận linh thạch của cha ngươi, ngược lại hỏi Lý lão rất nhiều chuyện về tu sĩ bản địa. Ông nói cho ngươi biết, nam nữ dù nhỏ, nhưng vô số năm qua cũng xuất hiện không ít nhân tài xuất chúng. Nhưng nổi tiếng nhất chỉ có hai người. Một người là triệu năm trước dám chống lại thiên lôi mà cảnh thiên vị. Một người là thiên tài trận pháp Lộ Vô Nhai. Hai người hợp sức mới có thể xé rách trận pháp xong tiền mấy đạo khe hở. Chỉ tiếc Lộ Vô Nhai bản thân thực lực không đủ. Ngoài hoàng giã tử vong, may mắn là trước khi xuất phát, họ đã tốn mấy năm bố trí ở Tùy Sơn một trận pháp có thể tránh né thiên lôi. Đây cũng là lý do tại sao mọi người đều tụ tập ở đây. Nghe Lý lão nói như vậy, cuối cùng ngươi cũng hiểu tại sao 40 năm sau, cha ngươi về lại đi Sấm Vông sa mạc. Bây giờ xem ra, chắc là trận pháp đó đã hoàn toàn sụp đổ. Những ngày sau, ngươi ở lại Tùy Sơn, bắt đầu mài giũa kim đan. Năm thứ 14, linh thạch của ngươi hoàn toàn cạn kiệt. Ngươi theo những tu sĩ ở đây, cướp một mỏ nhỏ của Tiên Linh Môn. Với giá của 5 người bạn đồng hành tử vong, nhận được 2 vạn linh thạch, mà ngươi được chia 3.000 viên. Lý lão nói cho ngươi biết, những tu sĩ ở đây cơ bản đều cần phải liều mạng. Nhưng Tùy Sơn có Lý lão, Tiên Linh Môn cũng không dám tìm phiền phức. Ngươi cũng hỏi Lý lão,
Vì sao ông ta mạnh nhất, lại không diệt tiên linh môn? Ông ta, câu trả lời của ông là diệt trừ đợt này. Đợt tiếp theo, người của tiên linh môn sẽ càng mạnh hơn. Người trong nháy mắt hiểu ra, tiên nhân trên trời mới là trọng điểm. Năm thứ 16, người một mình rời đi, tìm kiếm cơ hội đột phá kim đan. Năm thứ 21, gặp phải Nguyên Anh kỳ tiên nô, người liên tục truyền tống 3 lần mới có thể trốn thoát. Năm thứ 35, khi người mài rũa kim đan, kích hoạt năng lực ngẫu nhiên đốn ngộ. Tiếc là long khí trong kim đan tiêu hao hết, chưa hoàn thành đột phá, vì vậy người xuất phát đi đến Sấm Vâng sa mạc, chuẩn bị nuốt long đan. Năm thứ 43, yêu long đang giao chiến với cha người. Người đột nhập vào hang ổ, trực tiếp đến vị trí long đan, trực tiếp bắt đầu nuốt. Kim đan cuối cùng cũng có chút biến hóa. Người sở hữu khả năng mô phỏng tương lai, lần mô phỏng trước, lợi dụng năng lực ngẫu nhiên đốn ngộ, thành công chạm đến ngưỡng cửa thập phẩm kim đan. Để hoàn hảo tiến cấp, người lại một lần nữa đến hang ổ yêu long, nuốt long đan. Theo lòng đòi trứng chảy vào cơ thể người, võ đạo tu vi đột phá đến khí động cảnh, vân lộ thứ 10 trên bảng cửu phẩm cũng càng ngày càng rõ ràng. 3 phút sau, người đột nhiên cảm thấy choáng váng, một con đại xà đen thui xuất hiện, nuốt chửng người. Lần mô phỏng này, ngươi có thể lựa chọn 2 phần thưởng. Ngẫu nhiên đốn ngộ năng lực, chi phóng quyết thần pháp tiểu thừa cảnh giới. Võ đạo tu vi khí động cảnh tam trọng. Tiên đạo tu vi trúc cơ viên mãn. Đại thừa kỳ yêu long. Xem ra cho dù có cha ngươi kìm chân yêu long, long đan cũng không phải là dễ ăn như vậy. Sau đó ngươi nhìn phần thưởng cảnh giới của máy mô phỏng, ngoài cấp độ thập phẩm, còn thêm đánh dấu thời gian. Chẳng phải đã viên mãn rồi sao? Tại sao lại còn gợi ý thời gian? Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục mài rũa? Bỏ đi. Hệ thống, ta chọn ngẫu nhiên đốn ngộ năng lực và thập phẩm kim đan. Tiếng long ngâm vang lên, kim đan của ngươi đạt đến thập phẩm. Tu tiên thưởng thức chú giải do Bạch Nhược Tuyết viết nói. Thập phẩm kim đan đều là đầu đuôi tương liên, mà văn lộ cuối cùng của ngươi lại cách xa văn lộ trước đó một đoạn. Điều này khiến ngươi vô cùng nghi hoặc. Sao thế? Văn lộ long nguyên tẩy tủy lại bị ta biến dị rồi. Nhưng hệ thống cũng không viết tác dụng phụ, hẳn là không có chuyện gì. Nháy mắt một tuần trôi qua, mô phỏng lại bắt đầu. Trừ đi 1 triệu giá trị năng lượng, rút thăm năng lực màu tím, nhận được ác nan chi thể. Những người xung quanh người, vật dụng xung quanh ngừng gặp tai họa. Nhưng sinh mệnh lực của người rất mạnh và tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Đối với năng lực này, nếu chỉ riêng tăng tốc độ tu luyện thì tốt rồi. Cũng không biết có ảnh hưởng lớn đến người xung quanh hay không. Thôi, xem máy mô phỏng thể hiện ra sao. Lần mô phỏng thứ 14, ngày đầu tiên, tiểu đào mang nước nóng đến cho người. Không cẩn thận bị nước nóng bỏng, bức tường ngoài sân cũng đột nhiên sụp đổ, đánh vào người bảo vệ trong phủ của ngươi. Ngày thứ 5, cha ngươi đột nhiên bị một con rắn độc cắn, nằm liệt giường. Ngươi nửa đêm nén lúc giải độc cho cha, quyết định rời khỏi Thanh Sơn Thành, đi đến Thiên Huyền Quan. Ngươi lo lắng nếu tiếp tục ở lại, toàn bộ nhà sẽ bị hậu quả của năng lực này hủy hoại hết. Trong một năm ở Thiên Huyền Quan, hoa cỏ cây cối xung quanh nơi hoang tàn đều khô héo tàn tạ. Đến năm thứ 3, Bạch Nhược Tuyết giáng lâm, nơi này đã trở thành một vùng hoang mạc. Tất nhiên nàng không biết tất cả những điều này đều do ngươi gây ra. Theo thông lệ, kiểm tra tu vi của ngươi, không thể tin được nhìn ngươi tu luyện đến thập phẩm kim đan. Vẫn là văn lộ không liên kết. Ai dạy ngươi tu luyện như vậy? Chờ đã, chẳng lẽ hắn có thể luyện thành thập nhất phẩm kim đan? Nghĩ đến đây, nàng quyết định giúp đỡ ngươi một phen, nhưng rất nhanh nàng lại ném ngươi bay ra ngoài. Nàng ơi, ngươi có thể nhẹ tay một chút không? Cả xin nữa thì chết rồi. Ngươi lại là ác nan chi thể truyền thuyết. Theo ghi chép, cái này, ngoài bản thân ác nan chi thể không bị ảnh hưởng bởi thể chất, người hoặc vật khác chỉ cần tiếp cận người có thể chất này, cuối cùng đều khó có kết cục tốt. Hơn nữa giết ác nan chi thể cũng sẽ bị ác nan phản vệ. Nghĩ đến đây, nàng trong nháy mắt biến mất. Trước kia mỗi lần đều ở lại 3 ngày, lần này sao lại ở chưa đầy 1 canh giờ đã chạy rồi. Gói quà tu luyện của ta nàng cũng không cho, thật nhỏ mọn. Nháy mắt một ngày trôi qua, ngươi chuẩn bị rời khỏi nơi này, đi tìm người của tiên linh môn mượn một chút tài nguyên tu luyện. Bỗng nhiên một bóng người áo trắng xuất hiện, nàng mang theo người di chuyển nhanh chóng, tốc độ di chuyển chưa từng có, làm cho người kích hoạt ngẫu nhiên đốn ngộ thần pháp của ngươi, bước vào tiểu thành cảnh đốn ngộ rồi. Năng lực này nếu không phải là ác nan chi thể thì tốt biết bao. Thôi kệ, xem tạo hóa của ngươi. Khi ngươi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một trận pháp, bên cạnh có một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chỉ có một ít thức ăn. Ngươi tìm kiếm nửa ngày không tìm được lối ra, chửi Bạch Nhược Tuyết một trận, bắt đầu tu luyện tại chỗ. Năm thứ 6, nghe thấy tiếng kích kích trận pháp giam giữ ngươi vô cớ vỡ nát. Đi Bạch Nhược Tuyết anh, ác nan chi thể trận pháp cũng khống chế không nổi, cuối cùng ta cũng được tự do. Nhưng khi ngươi chuẩn bị rời đi, lại một lần nữa xảy ra chuyện bất ngờ. Ngươi phát hiện ra bên ngoài trận pháp lại còn một trận pháp khác. Không còn cách nào, người tiếp tục tu luyện. Năm thứ 9, khi người tu luyện dường như nghe thấy một tiếng phượng minh. Người tưởng mình nghe nhầm, không để ý lắm. Năm thứ 10, trận pháp thứ 2 giam giữ người phát ra tiếng vỡ nát. Tất nhiên, phía sau còn một đạo nữa. Năm thứ 20, người lại nghe thấy tiếng phượng minh. Tiếng kêu đó dường như rất thống khổ. Mấy chục năm sau, tiếng phượng minh càng lúc càng thảm thiết. Nháy mắt đến năm thứ 43, người đột nhiên nhìn thấy trên không trung có rất nhiều tu sĩ xuất hiện.
trong đó có cha ngươi. Sao thế? Họ không phải là đi sấm vông sa mạc sao? Nơi này dường như cũng không phải. Ngay khi ngươi đang suy nghĩ, một tiếng phượng minh vang lên. Ngươi nhìn thấy một con gà trống khổng lồ trụ lông xuất hiện trên không trung. Cái gì? Cha ngươi lập tức chiến đấu với con gà trống đó. Sau đó Lý lão dựa vào, cuối cùng một đòn tấn công đến nơi. Ông nói với ngươi mau theo mọi người chạy trốn. Ngươi hỏi tình hình hiện tại. Ông nói phía trước là lửa. Chỉ là không biết vì lý do gì, lửa ở đây, mấy chục năm trước đã bắt đầu từ từ tắt dần. Họ đoán là yêu thú ở đây có vấn đề. Vì vậy liền chọn nơi này làm điểm đột phá. Hiểu được những thông tin này, ngươi cũng âm thầm đoán rằng đây là Bạch Nhược Tuyết cố ý. Biết được đại khái tình hình, ngươi không chạy trốn cùng Lý lão. Lo lắng ác nan chi thể ảnh hưởng đến ông. Lý lão rời đi, ngươi nhìn con phượng hoàng giống gà trống kia, bị cha ngươi ấn xuống. Sau một ngày chiến đấu, phượng hoàng tử vong, cha ngươi xuất hiện trước mặt ngươi. Trên người ông ta đầy thương tích, cảnh giới cũng từ độ kiếp bát trọng ban đầu rơi xuống độ kiếp thất trọng. Ông ta túm chặt ngươi và nhanh chóng hướng về phía Lý lão rời đi. Tấn công, một ngày sau, ngươi nhìn thấy một tấm bình phong khổng lồ. Trên bình phong có một vết nứt. Trong lòng ngươi có chút kích động, bỗng nhiên tiếng sét đánh vang lên. Cha ngươi cười nhìn ngươi một cái, sau đó ném ngươi về phía khe nứt kia. Theo ngươi bước vào khe nứt, ngươi nhìn thấy cha ngươi một mình chống lại hai đạo thiên lôi.